người thân mất lúc sống thì nghịch ngợm nên chết rất khổ sở, bị người ta đánh chết ngoài đường thì cũng bảo mang đi gửi chùa cho đỡ quấy phá, nên nó mang đi gửi chùa 17 năm rồi mà thấy vong về khóc lóc nữa, ở chùa bị tù rất khổ sở và mong muốn về đó bị nhốt cũng làm lại ngục đấy nhé, vẫn là trong đó người ta vẫn có cái ngục người ta giam dưới đó cũng không có. Nó khi chuyển mộ làm ma khô thôi, ma khô gì mỗi ngày tụng kinh mình khấn cái vong nó nghe cái đó. Cái quan trọng là họ phải chuyển tâm, họ chuyển được tâm rồi họ mới chuyển được nghiệp, chứ đừng có mà mình lo dời họ cho họ sung sướng trước đi, không có kết quả đâu. Làm sao cho họ nghe pháp, mình mở cái máy pháp đó, cái khấn tên họ, nói là xin cho cái vong đó được nghe bài pháp này, được nghe bài pháp này. Mình mở cả ngày luôn, mình cứ đi đâu mình đi, cứ cái máy nó cứ mở cả ngày, nhưng mình khấn cái tên nó, mình để viết cái tên nó ngay cái máy pháp đó luôn. Mình thử ra ai cũng sung sướng cả, sư phụ cũng không phải giảng tại máy nó giảng rồi, mình cũng không phải ngồi đó mình đi chơi luôn, nhưng mà gài cái tên cái vong đó, khấn nó, bắt cái vong đó ngồi đó nghe, thì nghe đến khi họ chuyển được tâm, họ từ bi, họ hiền lành rồi thì nghiệp sẽ thoát nha. Chứ còn bây giờ làm gì vô ích.